Cảm ơn mẹ và các bạn đã đến với chuỗi video hướng dẫn bài tập về nhà cùng Amanda English. Và hôm nay chúng ta đi đến một bài cực kỳ đặc biệt, đó là bài về phonics. Và bài này thì chúng ta sẽ tổng hợp từ Unit 1 cho đến Unit 8 trong sách Discovery 1. Và tại sao cô lại để một bài dài đến như vậy và tổng hợp toàn bộ kiến thức? Bởi vì trước khi vào giáo trình này thì các bạn đã được học rất là kỹ về alphabet, về bảng chữ cái rồi. Và như chúng ta đã biết, đó là tiếng Anh nó khác tiếng Việt ở một chỗ. Một chữ cái nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là mặt chữ và phần thứ hai là âm thanh. Âm thanh là cách đọc của cái mặt chữ đó. Khác với tiếng Việt, ví dụ tiếng Việt chúng ta viết chữ A và đọc là A, thì tiếng Anh nó lại khác. Chữ letter, chữ cái thì sẽ đọc là letter A, còn âm thanh sẽ đọc là A với âm ngắn, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu cách phát âm nhé. Letter B, B says b, b, b. Và âm thanh của nó sẽ là b, b, b. Rồi chúng ta nhìn xuống đây nhé. Cái phần mà nó nằm trong hai dấu gạch chéo này, nó là phần phiên âm. Phiên âm là gì? Phiên âm là cách để chúng ta đọc một cái chữ cái nào đó. Ví dụ ở đây letter B, và B sẽ đọc là b, 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 b. Ok, cả lớp đọc lại cho cô nào. Letter B, B says b, 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 b. And this is letter P. Đấy hơi ra nào, mí môi đấy hơi. P, P says panda, panda. Very good. Chúng ta lặp lại slide này một lần cuối cùng nhé. B, B says B, B, B. Letter P, P says panda. Good, what's next? Tiếp tục nhé, mình có letter R, letter R. R says R, R, R. Để đọc âm này chu môi lên nào. R, R, R. Rồi, chúng ta cứ thấy có chữ này ở đầu là chúng ta cần phải chu môi lên nhé. Trong đó có từ R, R, ruler. R, R, ruler. Good. R, R, red. R, R, red. What's next? R, R, rubber. R, R, rubber. R, R, Ricky. R, R, rabbit. Ricky, rabbit. Ruler, red, rubber. Very good. What's next? What's the letter? Letter L. L. L says L, L, L. Chúng ta thấy có cái âm này trong L, L. Lucy. L, L, lamb. Lucy lamb. L, L, look. L, L, lamp. L, L, leaf. Có mép ở đằng sau nhé. Rồi chúng mình cùng đọc lại. R, 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 Ricky, rabbit, ruler, red, rubber. Letter L, L said L, L. Lucy, lamp. Look, lamb. Leave. Very good. Khá là dễ dàng với chúng mình đúng không nào? Let's move. What's next? What's the letter? Letter S. And S says S. Đấy hơi ra nào. Good. Sally. Sally. Seal, seal, Sally seal, Sally seal. Very good. Sad, sad, sticks, sticks. Very good. What's the letter? Letter Z. And Z said Z. Rồi, cái âm này chúng ta cần phải rung cổ họng nhá. Z, zippy, zippy, zebra. Zebra, zoo, zoo. Rất chính xác. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển tiếp nhé. Bạn nào mà chưa bắt kịp thì chúng mình dừng video lại, tua lại và sau đó chúng mình học nhá. Ok, what's next? This is letter G, 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 G. And G says G, G, G. Mặt chữ mình đọc là G, âm thanh mình đọc là G, G. Gaby, Gaby, Gaby. G, G, gorilla. G, G, gorilla. G, G, guitar. G, G, guitar. G, game. G, game. Alright, thank you. Rồi các bạn đang luyện tập rất chăm chỉ. Nhớ là trong lúc luyện tập thì đọc theo cô nhá. And what's the letter? Letter D. D says D, D, D. Đẩy hơi ra mở miệng ra giúp cô nào. D, D, D. D, D, Danny. D, D, dog. Danny, dog. D, D, doctor. D, D, doctor. D, D, drum. D, D, drum. D, D, dog. D, D, dog. Rất chính xác. Nỗ lực tập luyện. Các bạn phải liên tục đọc theo cô nhé. Đoạn nào nhanh quá có thể tua chậm. Mà đoạn nào mà muốn đọc hơi mệt rồi, mình dừng lại một lát nữa mình tập tiếp nhá. What's the letter? Letter T. T says T. Đúng rồi. China, China, tortoise, tortoise, China tortoise, ten, ten, two, two. Very good. What's next? What's the letter? Letter W. And W says w, w, w. Từ này khá dễ nào. W, w, waddle, w, w, waddle. Wave, wave, window, window, wings, wings. Very good. What's next? What's the letter? Yes, good. Letter V. And V says Victor, V, V, Victor, V, V, Vets, V, V, Violin. Rất dễ đúng không nào? Bởi vì cái phần này nó khá là tương tự với cả tiếng Việt. Ok, what's next? Mình đi tiếp tục nào. Chỉ còn 1-2 slide nữa thôi là chúng mình đã kết thúc rồi. Đây là letter J đúng không nào? Và J sẽ J, J, J. Âm này nó sẽ rất đặc biệt. Đó là chúng mình cần phải chu môi lên, gằn giọng xuống. J, J, J. J, J, Johnny. J, J, Jelly. Jelly, Johnny, Jellyfish. J, J, juice, J, juice, J, jelly, J, jelly. Very good. And letter Y. Y says yeah, yeah, yeah. Chính xác. Hạ cầm xuống nào. Yeah, yeah, yuck, yuck, yuck. Yeah, yeah, yogurt. Yeah, yeah, yogurt. Yeah, yeah, yellow. Yeah, yeah, yellow. Đó là sự khác biệt giữa hai âm này nhé. Ok, what's next? Slide cuối cùng rồi này. Ok, âm SH là một âm cực kỳ đặc biệt trong tiếng Anh. Nó được coi là một trong những âm khó nhất. Nhưng mà lớp mình thì cô thấy rằng là các bạn đã làm rất là tốt rồi. Âm SH mỗi khi nhìn thấy thì các bạn chu môi này và đẩy hơi ra thật mạnh. Shh. Chính xác. Shh. Ok. Shh. Rồi, Sharon, Sharon, shark, shark, Sharon, shark. Chiếc bóng là mình có từ shadow, shadow. Và vỏ sò mình có là shell, shell. Very good. Và âm CH nó đọc giống như chữ chờ của Việt Nam. Tuy nhiên mình chỉ đẩy hơi ra thôi nhé. Tốt rồi. Charlie, cheetah, Charlie, cheetah. Chocolate, chocolate, chair, chair. What's next? Cheese, cheese. Cô tin chắc rằng là từ nãy đến giờ thì các bạn đã tập luyện cực kỳ là chăm chỉ theo cô rồi. Đó, cái video này thì các bạn có thể lưu lại đường link, sau đó học đi học lại. Mỗi một buổi các bạn có thể học được 1 slide hoặc là 2 slide hoặc là học hết. Nhưng nhớ phải đọc to theo cô nhé. Nhưng nhớ là các bạn cần phải đọc to theo cô. That's all for today. Thank you so much for watching me. Goodbye and see you next time. Chúc các bạn học tốt.